hút ra khỏi người của ta. Thứ tập trung của ác quỷ. Ra rồi, ra rồi. Mẹ ơi, con chào đời rồi. Con ở đây nè. Tự nhiên con thèm bánh tráng trộn với lại trà sữa trân châu quá à. Mẹ cho tiền con mua đi. Cấp mồm cho tao. Mày là thứ nghiệp chủng của ác quỷ đã cấy vào người của tao. Hằng giết chết chồng tao, con tao, chiếm lấy cơ thể của tao. Tao không bao giờ tha thứ cho mày. Tao sẽ giết chết mày. Mẹ ơi, xin đừng giết con. Con đâu có tội tình gì đâu chứ. Dẫu gì con cũng là do mẹ sinh ra mà. Được rồi, tao sẽ không tự giết mày. Tao sẽ để cho mày chết dần chết mòn trong cái môi trường khắc nghiệt này. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng bỏ rơi con mà. Chết tiệt thật. Sao mấy người lớn ăn chơi đú đẫn, rồi bây giờ cái bụng thề lè để ra mình, bỏ rơi mình là sao chứ? Không được, không được. Mẹ mình bỏ mình phải đi tìm cha. Đúng rồi, lúc nãy bà ấy nói cha mình là ác quỷ. Ác quỷ là ai chứ? Đằng kia có những sinh vật nhiều chân bò sát dưới đất kìa. Các người, làm ơn cho tôi hỏi, các người có biết ác quỷ ở đâu không? Thế nào thế này, nhìn kia cả gia đình của hoàng đế, có kẻ tới nộp mạng cho chúng ta, mau bắt nó lại xé xác làm thức ăn đi. Cái gì thế này, lũ chết tiệt đây. Ta chỉ muốn đến đây hỏi đường các ngươi thôi, sao các ngươi lại tấn công muốn xé xác ta chứ? Chết tiệt, phải được có trách ta phản công lại. Chết đi, chết đi. Mày kiếm cái con cá kỳ quái này, nó dám tấn công giết chết đồng lợi của chúng ta kìa. Mau dùng càng kẹp đứt cái bộ phận duy trì nội giống của nó đi. Lũ độc ác này, ta sẽ cho chúng mày tan xác. Xin đừng tha mạng cho chúng tôi đi. Chúng tôi đói quá nên mới làm liều như vậy thôi. Thật đáng đời. Mau nói cho ta biết ác quỷ là ai. Giờ ông ấy đang ở đâu. Làm sao chúng tôi biết ác quỷ là ai chứ? Thứ đó đáng sợ lắm. Chúng tôi nghe nói hay thường xuất hiện ác quỷ ở eo biển phía trước lắm. Là eo biển phía trước. Mình phải nhanh chóng tới đó mới được. Đau quá. Người định làm gì với thân thể của ta? Người phải cảm thấy tự hào khi ta đưa dòng máu của mình vào trong bụng của người, để người mang thai sau đó sinh ra những chiến binh quái vật phục tùng dưới chân của ta. Không, ta không bao giờ mang thứ nghiệp chủng của ngươi đâu. Ngươi không muốn, ta vẫn bắt ngươi phải mang. Khi ngươi sinh ra chiến binh quái vật, nó sẽ tự đi tìm ta. Chết tiệt, mau dừng lại. Tịch xấu xa kìa, sao ngươi lại ép sinh vật khác mang bầu cho ngươi thế này? Ngươi đâu rồi, mau ra đây đi. Tịch chú quỷ đó, hắn biến mất rồi, đừng la nữa. Cái gì chứ? Hắn là chú quỷ, không lẽ hắn là... Này, anh bạn cá kỳ lạ ơi, ta bơ hãy giúp tôi. Bà chị muốn tôi giúp đỡ chuyện gì? Không lẽ bà chị muốn tôi đổ vỏ, lấy bà chị rồi nuôi con của người khác à? Không được đâu. Không phải, đừng hiểu lầm. Hai màu, giết chết tôi, xé xác tôi đi. Tôi không muốn sống để sinh ra thứ tạp chủng của ác quỷ kia đâu. Mau lên đi. Được rồi. Gì thế này, người của mình lớn hơn, nhưng trong hình hài của mình trở nên xấu xí, dữ tợn hơn. Không lẽ đúng là sự thật, mình là con của thứ ác quỷ đó? Không được, mình phải tìm bằng được hắn, hỏi cho ra lẽ. Đây, các anh em, mau chia ra tuần tra cẩn thận, đừng cho kẻ lạ mặt lọt vào lãnh địa của loài quỷ chúng ta. Mình cuối cùng đã đặt chân tới thế giới quỷ rồi. Hình như là phía trên. Này, các ngươi cho ta hỏi. Thứ quái gì vậy đây? Người to gan dám đặt chân vào nơi này. Vậy thì hãy trở thành thức ăn của bọn ta đi. Chết tiệt, lũ khốn này, đừng ăn thịt ta. Thịt ta thúi lắm. Mấy chục năm rồi ta chưa tắm kỳ cỏ gì cả. Và lại, ta tới đây là để đi tìm chú quỷ. Người tìm cha của bọn ta làm gì? Không lẽ
Ngươi cũng là một đứa con rơi mộng ấy gửi gắm vào người của một sinh vật hay sao? Không, không, ta không thể nào có một người cha xấu xa như vậy. Hả? Vậy thì mày không phải là anh em cùng cha với bọn tao. Mau, xé xác nó đi, nó định tới đây làm loạn đó. À, mình có thể thoát được khỏi nước, lên trên bờ và thở trên cạn. Hay quá, hay quá. À, lũ khốn kiếp này, các người thật sự muốn giết ta. Vậy được, ta sẽ không chạy nữa, ta sẽ liều mạng quyết chiến với các người. Chết hết đi. Mày kiếp, sao nó lên trên cạn, nó lại trở nên mạnh hơn rồi. À, nó giết chết anh em của chúng ta rồi kìa. Đại ca ơi, đại ca quỷ khỉ ơi, anh đang ở đâu? Nó giết chết bầy loài quỷ cá sấu chúng em rồi. Này, mau dừng lại. Chết tiệt thật, thứ lạ mặt kia, người rút cuộc là kẻ nào to gan dám tới thế giới quỷ này làm loạn? Ta tới đây là để tìm chú quỷ, nhưng lũ cá sấu quỷ đó lại tấn công ta, nên ta phản công giết chết bọn chúng mà thôi. Còn ngươi là ai? Còn tránh đường cho ta đi tìm chú quỷ. Cái gì thế này? Một con quỷ cá mập à? Không lẽ ngươi cũng là con của chú quỷ? Vậy thì chúng ta là người nhà rồi. Xin tự giới thiệu với ngươi, ta là quỷ Tinh Tinh, con cả của chú quỷ. Ta được nhiệm vụ quản lý khu vực này. Ngươi vào đây phải xin phép ta. Ta đã nói rồi, ta không phải là con của tên ác quỷ xấu xa đó. Ta đi tìm hắn, hỏi lý do tại sao hắn lại đối xử với muôn loài như thế. Ép những sinh vật cái khác phải mang thai cho hắn, để những sinh vật cái đó khi sinh con ra lại vứt bỏ con của mình, thậm chí còn muốn giết chết chúng nữa. Người nói những lời đó với ta làm gì? Người phải cảm thấy may mắn khi là con của chú quỷ. Còn cái lũ sinh vật cái tầm thường kia, bọn chúng muốn giết chúng ta thì chúng ta phải giết lại bọn chúng. Cũng giống như người mẹ khốn kiếp của ta vậy. Khi chú quỷ làm cho mụ ta có bầu, mụ ta định bỏ ta, nhưng không ngờ ta sinh tồn được. Khi ta chào đời, ta đã xé xác mụ ta để ăn thịt. Chết tiệt, chết tiệt. Con quỷ Tinh Tinh này, người quá tàn độc. Người không khác gì tên chú quỷ đó. Người đã giết chết chính mẹ của mình. Vậy thì ta sẽ thế thiên hành đạo, diệt trừ những thứ xấu xa như các ngươi. À, ngươi dám? Chết tiệt. Người của mình lại thay đổi nữa rồi. Lần này còn kinh dị gớm ghiếc mà khổng lồ hơn nữa. Lũ khủng long tai tành kia, các người chống cự hay sao? Nào, hãy mau tiếp nhận giọt máu của ta, để các người mang bào thai cho ta. Là tên chú quỷ, chắc chắn là hắn rồi. Phía trước. Khi bào thai trong bụng của các người lớn rồi, các người sinh ra sẽ là những con quái vật quỷ. Bọn chúng sẽ là con của ta, phục tùng ta, trung thành với ta mãi mãi. Ta sẽ tạo ra một đội quân quỷ thống trị cả thế giới này. Ngươi đừng có mơ. Mau dừng những hành động độc ác của ngươi lại, thì chú quỷ xấu xa kia. Vì thế này, có kẻ lạ mặt dám đột nhập vào lãnh địa quỷ của ta. Tình quỷ Tinh Tinh không biết hắn làm cái quái gì, nhưng sao ta không cảm nhận được mùi lạ thế này? Không lẽ... Đúng, ngươi không cảm nhận được ta là bởi vì ngươi đã làm cho mẹ ta có bầu, bãi đẻ ra ta, vứt bỏ ta. Ta đã cực khổ đi tìm ngươi để hỏi cho ra lẽ, thì biết được ngươi là một thứ xấu xa nhất trên đời. Cái gì? Ngươi là một con quỷ cá mập mà? Chết tiệt, theo lời của ngươi kể, ngươi là con của ta, tại sao ngươi không phục tùng ta? Sao lại chống với ta chứ? Câm mồm ngươi lại. Mặc dù ngươi tạo ra ta, những tên nhất quyết không bao giờ nhận ngươi làm cha. Thứ xấu xa như ngươi hại biết bao nhiêu muôn loài, còn định thực hiện âm mưu xấu xa muốn thống trị cả thế giới này bằng loài quỷ nữa. Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Ta sẽ dừng mọi hành động độc ác của ngươi lại. Chết đi. Thưa quỷ cá mập đây, ngươi to gan thật, cả cha của mình mà ngươi cũng dám tấn công. Được lắm, mày đừng có trách ta ra tay độc ác. Ta sẽ đại nghĩa diệt thân, xóa sạch giết chết ngươi, để tiếp tục con đường thống trị thế giới này của ta. Chưa biết ai giết chết được ai đó. Thứ xấu xa kia, đến lúc ngươi phải đền tội rồi. Không, con của ta, hãy dừng lại.
Kể từ nay, ta sẽ là chúa quỷ mới. Ta ra lệnh cho các loài quỷ nhanh chóng rút về thế giới bóng tối sinh sống, trả lại thế giới này cho những sinh vật hiền hoa khác.